Chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm cánh gà nướng hạt tiêu. Để làm cái món này thì mình chuẩn bị đây là 3 cái cánh gà. Còn đây là củ hành tím, gà tỏi, hạt tiêu, hạt nêm và muối. Rồi đầu tiên là mình sẽ ướp cánh gà. Bây giờ mình sẽ xắt củ hành tím ra. Củ hành tím này mình sẽ băm nhuyễn ra. Hành tím này mình băm nhuyễn ra luôn. Rồi sau đó mình sẽ cho vào cánh gà. Tiếp tục là mình sẽ băm tỏi ra. Rồi tỏi mình băm xong rồi, giờ mình cho vô cánh gà luôn. Rồi bây giờ mình sẽ cho vào đây một muỗng hạt nêm và nửa muỗng muối. Rồi mình cho vào đây một muỗng hạt tiêu. Bây giờ mình trộn đều lên và mình sẽ ướp 30 phút để cho gà ngấm vào gia vị. Cánh gà của mình sau khi đã ướp được 30 phút rồi, bây giờ mình sẽ để lên khay để mình nướng. Ở đây mình nướng bằng lò nướng. Nếu bạn nào không có lò nướng thì mình có thể nướng bằng than. Để mình để cái tỏi với hành lên cho nó thơm. Rồi xong rồi, bây giờ mình sẽ để vô lò nướng và mình sẽ nướng ở nhiệt độ là 170 độ và nướng trong vòng 20 phút nha. Bây giờ mình sẽ cho vào lò nướng. Của mình gần chín rồi các bạn ơi. Ôi, mình nghe mùi thơm quá trời luôn. Tỏi vàng này nè. Chút xíu nữa cho nó hơi vàng vàng nữa là được rồi. Ôi, nhiễu mỡ xuống rồi. Cánh gà đã chín rồi, bây giờ mình sẽ lấy ra. Thơm không chịu nổi luôn. Món cánh gà nướng tiêu của mình nè các bạn. Thơm cái mùi tiêu với cái mùi tỏi kia luôn á. Rồi phần cuối cùng, cái phần này quan trọng lắm. Phần này rất là quen thuộc phải không các bạn? Làm xong rồi thì mình phải thưởng thức thôi. Rồi để bây giờ mình ăn thử nha. Bây giờ mình ăn thử cái cánh này đi. Wow, mềm quá các bạn. Thơm quá. Thơm kinh khủng luôn á các bạn ơi. Không biết có bạn nào nghe mùi thơm không ta. Chứ mà tỏi mà nướng lên nó thơm, rất là thơm, cộng thêm cái mùi tiêu nữa. Mùi tiêu quá các bạn, nó rất là thơm. Ăn nó không có cay dữ, nó hơi cay cay thôi. Thịt gà rất là mềm. Tỏi mình ăn hơi giòn giòn luôn á. Để mình lấy muối ớt xanh mình chấm. Cái này nướng muối tiêu mình chấm với muối ớt. Nói chứ các bạn thích chấm cái gì thì mình chấm cái đó. Mình chấm muối ớt mà bình thường mình đâm á, ăn chanh vô. Con này muối ớt xanh nó đã có chanh sẵn rồi.
thôi mọi người. Muối ớt xanh á, nó kẹo kẹo, ăn nó chua chua, tuyệt vời luôn. Phần da bên ngoài nha các bạn, nó rất là giòn. Hồi lúc nãy mình nướng á các bạn, mình nướng 20 phút, nhưng mà mình thấy nó đã chín rồi nhưng mà nó chưa có vàng dữ. Nếu các bạn mà muốn cho nó vàng dữ á thì mình sẽ nướng thêm 10 phút nữa nha. Cái này thịt nhiều nè. Hôm nào các bạn thử nướng nướng gà mà nướng nguyên con á, cái mình ướp như các bạn ướp như mình vậy nè. Ăn thử nguyên con, ăn nguyên con nó mới đã. Rau ngò rí để trang trí cho đẹp á, ăn nó thơm thơm. Ăn rau ngò rí này cái nhớ bánh mì ghê luôn á, bánh mì thịt, bánh mì thịt quay. Thôi bây giờ video của mình đến đây là hết rồi. Nếu các bạn thích video của mình thì hãy like nha, like và chia sẻ cho bạn bè cùng xem nha. Còn bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye. Chơi nguyên cái cánh luôn đi, khỏi xé luôn. Yeah. Đã quá. Ôi ôi, nhìn thôi là chảy nước miếng rồi.